những dòng hoa lan thân khỏe cả nhà ơi. Mỗi phiên mà em lên thì cả nhà mình cũng thấy nè, Quế Trắng, Mỹ Dung, trời ơi rất là nhiều cả nhà, từ những giò tác phẩm nha cho tới những cái giò nói chung là giá rẻ hơn 100.000 cũng có cả nhà. Hôm nay em sẽ có sóc trồn nè, nhãn tháng 4, nhãn tháng 8, cái gì hoa đỏ tươi em à, chị quên, phượng vĩ cả nhà, nhiều lắm cả nhà ơi. Và phiên hôm nay rất là nhiều mã giá đẹp, đa dạng lắm cả nhà ơi, tranh thủ phiên cả nhà mình chốt theo mã số giúp em nha, gửi chuẩn cây chuẩn mã và các anh chị nhà mình thì sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Em lên theo mã nào thì sẽ gửi chuẩn cây cho cả nhà. Rồi đầu tiên sẽ là mã C1 nha. C1 cái này là hoa lan đuôi sóc cả nhà, một dòng hoa tím đẹp mà thơm. Rồi chậu này mã C1 giá sẽ là 140.000, 140 cả nha. Có hoa thì các anh chị nhà mình để bàn đi, nó xinh xắn và đảm bảo hoa này hương thơm rất là thích cả nhà. Rồi tiếp theo mã C2 sóc nè. Mã C2 sóc này giá sẽ là 380.000. C2 380.000. Đây nè, mặt trước mặt sau đều đầy đủ và các anh chị nhà mình lưu ý, cây bên vườn em á là toàn bộ em trồng ăn nắng rất là căng, nên là các anh chị nhà mình về vườn nè, cứ trồng ăn nắng đồ thoải mái, cây nó rất là đanh cây như thế này cả nhà ơi, cứ vàng như thế này là đanh cây nè. Em cho ăn nắng rất là khỏe luôn, nên là anh chị nhà mình về nhà từ Nam ra Bắc thì cứ yên tâm mà chăm sóc thêm ha. Rồi sóc mã này giá sẽ là 380.000. Về hoa lan đuôi sóc thì hoa rất là thơm, các anh chị nhà mình sưu tầm đi. Đây nè cả nhà, hoa nó sẽ là màu trắng tím và nó đậm tươi và thơm. Đậm tươi và thơm cả nhà ơi, đủ yếu tố để sưu tầm nó được chưa ạ? Rồi mã C3, sóc thì em còn chậu như thế này nữa, form cây thì nó nhỏ hơn một chút xíu cả nhà nha. Rồi C3 giá sẽ là 350.000. Chuẩn bị vào cái mùa hoa của sóc rồi cả nhà. Sóc thì cho hoa tầm từ tháng 3 cả nhà ạ, tầm từ tháng 3 nha. Dòng này thì hoa thơm cả nhà, các anh chị nhà mình sưu tầm đi. C4 thì em đang có một cái cục vảy rồng, vảy rồng ghép gỗ cả nhà ơi, hoa lan vảy rồng hoa màu vàng nha. Rồi mã này giá 180.000. Trời ơi các anh chị nhà mình sưu tầm đi. 180. Giá 180 như thế này, các anh chị nhà mình không sưu tầm thì uổng quá, thật sự luôn. Rồi hoặc là em đang có một cái khúc vảy rồng, cái này thì ghép trên một cái trụ giớn nha cả nhà. Ghép trụ giớn mà ghép tròn thì nó sẽ rất là nhiều lan cả nhà ơi, ghép tròn thì rất là nhiều nha. Rồi mã C5 giá sẽ là 390.000. 390. Các anh chị nhà mình lưu ý giúp em cái giá nhà vườn rồi. Em bán nói chung là rất là mềm mại, chủ yếu để cho các anh chị nhà mình sưu tầm gộp đơn thôi, còn cái giá thì chưa bao gồm phí ship cả nhà nha. Rồi tiếp theo nè, mã C6 nè. Cái này là quế tím cả nhà ơi. Trời ơi các anh chị nhà mình xem nè, đang đi lá ngọn rất là khỏe đẹp. Dòng này sắc sắc tố tím đậm nên là cây nó sẽ màu sẫm này hoặc là có những đốm tím trên lá. Bình thường cả nhà không vấn đề gì hết nha. Rồi sưu tầm chậu này nè, mã C6 giá 150. Trời ơi, 150.000. Những mã như thế này là các anh chị nhà mình tranh thủ, cả nhà mình gộp đơn đi. Hôm nay nhiều mã đẹp lắm cả nhà ơi. Năm cánh trắng Phú Thọ sưu tầm đi, làm hoa chơi Tết được cả nhà. Về kích hoa làm hoa chơi Tết đi, cây rất là đanh luôn. Rồi tiếp theo mã C7, cái này cũng là quế tím. Em ghép trên một cái chậu gỗ căm xe nè, lên trên một cái đế gỗ, các anh chị nhà mình thấy không? Giá rẻ 230.000 thôi, nhưng mà cũng trồng rất là bài bản cả nhà nha, trồng cực kỳ bài bản luôn. Rồi quế tím mã này 230.000. 230 cả nhà ơi. 230.000. Đó các anh chị nhà mình lưu ý giúp em là mỗi mã thì em sẽ lên có mã số đàng hoàng và mỗi mã chỉ có một thôi, nên là anh chị nhà mình nhanh tay nha. Yêu thích mã nào thì chốt ngay cái mã đó, người tính sau thì chắc chắn thì sẽ chậm chân là hết cả nhà nha. Nên là anh chị nhà mình yêu thích cái mã nào thì cứ nhắn ngay cho em. Rồi C8 này em đang có chậu hoa lan đuôi chồn, ghép cho cũng trên một cái đế gỗ ở trong này cả nhà, nên thành ra là nó có cái độ xòe đẹp ha. Rồi chồn này cả nhà ơi, mã C8 giá 350.000. Em quay video thì nó rất là kỹ nè, và cầm trên tay thì các anh chị nhà mình có thể so sánh với người được rất là dễ dàng cả nhà. Em đã quay rất là thực tế rồi nha. Rồi mã C9, cái này là nhãn tháng 4 cả nhà ơi. Nhãn tháng 4, trời ơi các anh chị nhà mình xem nè, hàng rừng ha, cây đã thuần khỏe mà các anh chị nhà mình xem. Em ghép lên trên cục gỗ nữa nè, form cây gì cực kỳ khỏe luôn nha. Rồi C9 nhãn tháng 4, mã này giá sẽ là 550.000. Đẹp cả nhà ơi, giá 550, các anh chị nhà mình sưu tầm đi. Nhãn tháng 4 á là hoa nở tháng 4 và cái mùi hương của nó sẽ là hương thơm chanh xả cả nhà. Cái mùi thơm phải nói là nó thư giãn cực kỳ luôn, hương thơm chanh xả. Rồi tiếp theo mã C10 nè, nhãn tháng 4 thì em đang có một cái giò ghép gỗ, cái này thì to hơn. Đây nè các anh chị nhà mình so với người giúp em nè. Đẹp ha, về form cây form lá gì cũng đẻ hết cả nhà ơi. Cây thuần khỏe nè, đi xếp lá xếp đẹp mà form lá cũng bản lá cũng to nữa.
bạn lá to đẹp cả nhà ha. Rồi mã này C10, mã này giá sẽ là 1.100.000. Nó còn cái phí ship là 40.000, các anh chị nhà mình lưu ý giúp em. Nó những giò như thế này phí ship 40.000, em đóng thùng xốp. Còn ghép gỗ to nặng thì phần ship thiếu, em hỗ trợ, nên là các anh chị nhà mình lưu ý nha. Thay vì ví dụ như em bán bao ship như người ta đi, thì ví dụ như em bán 1.2 triệu bao ship, thì cả nhà mình thấy không, nói chung là em cũng phải tính toán làm sao cho các anh chị nhà mình mua hàng nó, nói chung là nó giá nó cân đối và nó được thoải mái hơn. Em bán 1.1 triệu phí ship 40.000, các anh chị nhà mình vui vẻ nha, vui vẻ phần phí ship giúp em ha. Rồi C11 nè, C11 cái này là quế trắng cả nhà ơi, trời ơi các anh chị nhà mình xem nè, thật sự luôn á, đẹp tự nhiên luôn á cả nhà. Xem nè, bộ rễ thì khỏe mà phong cây lá đều nhau mà xanh mướt đẹp ha. Rồi C11 quế trắng hay còn được gọi là quế lan hương đó cả nhà. C11 mã này giá 700.000 cả nhà. C11 700.000. Xứng đáng luôn á, thật sự xứng đáng luôn á cả nhà. Về cái độ xanh, độ mướt, độ sum của nó đầy đủ, và riêng về cái dòng quế trắng thì đảm bảo cho cả nhà mình dòng này thì cực kỳ thơm. Rồi tiếp theo C12 nè, C12 đó, ngoài chậu thì em cũng có ghép gỗ cả nha. Các anh chị nhà mình xem này, ghép gỗ nhìn rất là xinh ha. Về treo lên thôi, cây thì đã thuần khỉ luôn rồi. Rồi C12 quế trắng giá 460.000, 460 các anh chị. 460.000 quế trắng ghép gỗ nha. Form cây ghép gỗ thì các anh chị nhà mình thấy form cây đẹp ha, đẹp. Rất là tự nhiên. Rồi tiếp theo C13. Ôi cái cây quế trắng này form lá xếp đẹp chưa? Các anh chị nhà mình xem nè. Cây như thế này thì cũng gọi là VIP với cả nha. Lá bóng khỏe nữa nè. Rồi mã C13. C13 quế trắng mã này giá 420 cả nha. 420.000. Các anh chị nhà mình nhìn cái lớp rêu là biết thì cây nó cũng đã thuần khỏe rất là lâu luôn rồi. Hay là các anh chị nhà mình cứ yên tâm mà sưu tầm. Còn bên vườn em á thì em chăm sóc theo chế độ hữu cơ thôi. Cực kỳ hạn chế phân thuốc, chủ yếu thì sẽ dùng là phân bón gốc. Phân bón gốc chuyên dụng của vườn là phân hữu cơ với lại phân tan chậm 13, 11, 11 cộng ME chung vi lượng á. Anh chị nhà mình mà cần tư vấn về cái gói combo phân 155.000 thì cứ nhắn cho em nha. Rồi C14 nè, C14 em đang còn một cái giò quế trắng ghép gỗ nữa. Trời ơi, các anh chị nhà mình xem nó đang đi ngọn rất là đẹp như thế này luôn mà. Rồi C14 giá 400.000. Trời ơi, phiên hôm nay rất là nhiều mã đẹp. Đó là các anh chị nhà mình tranh thủ nha. Mỗi mã chỉ có một thôi và không có phiên nào mà nó giống cái phiên nào hết. Đó là anh chị nhà mình yêu thích thì cứ nhắn cho em ngay nha. Rồi tiếp theo C15 nè. C15 cái này là đùi gà cả nhà ơi. C15, một cái chậu đùi gà. Đùi gà thì mùa này nó sẽ chuẩn bị vào mùa hoa. Nên là đang lác đác nó xuống lá. Nó đang lác đác xuống lá cả nhà, không vấn đề gì hết nha. Rồi đùi gà C15, mã này giá 250.000. 250 cả nhà ơi, 250.000 nha. Mùa này thì đùi gà nó đang xuống lác đác xuống lá, nên là trong cái quá trình vận chuyển thì nó cũng sẽ có thêm lá vàng, thì các anh chị nhà mình vặt đi giúp em nha, không vấn đề gì hết. Rồi còn đây là đại gia đình nhãn tháng 8 cả nhà ơi. Trời ơi, xinh xắn chưa, từ lớn tới nhỏ đầy đủ và rất là sum. Em trồng thuần trên một cái chậu đất nhìn cũng rất là mát ha. Rồi mã C16, mã này giá 300, nhãn tháng 8. Còn các anh chị nhà mình, các anh chị nhà mình sưu tầm tại vườn thì cứ yên tâm, chuẩn cây chuẩn giống nha. C17 nhãn tháng 8, chậu này 150.000, 150. Em ghép nè cả nha. Em cũng ghép lên trên một cái đế gỗ rất là đanh cây. Và em để tay lên thì các anh chị nhà mình án chân cái form cây giúp em nha, cụ thể luôn, 150.000. Rồi, ui cái form cây này đẹp ta. Rồi C18 nè, cái này form này các anh chị nhà mình xem nè, lá xếp mà vài form ngang đẹp ha. Rồi đây C18 giá 180 cả nhà ơi, 180.000. Lưu ý nha cả nhà, không có cái cây nào nó giống cây nào đâu, nên là cứ chốt mã nào đảm bảo gửi chuẩn cây chuẩn mã tới cho cả nhà mình nha. Rồi C19 nè. Đây, ui cả nhà ơi, nhìn nè. Form cây đẹp ha, form cây lá rất là đẹp. Rồi C19 mã này giá 350.000, một cây lớn và một cây trung. 350.000. Đó, so với form tay giúp em nha. Em đã quay thì nói chung là quay thực tế cây so tay thì các anh chị nhà mình án chân cực kỳ dễ luôn ha. Rồi C20 chậu nhãn tháng 8 này giá 190.000 cả nhà ơi, ngang nè, gần bằng cái bàn tay, to hơn bàn tay em rồi. 190.000 cả nha. Nhãn tháng 8, dòng này thì hoa đảm bảo cho các anh chị nhà mình luôn là hoa thơm nha, đảm bảo là hoa thơm, hoa vàng, lưỡi tím và hoa thơm cả nha. Rồi C21 em đang còn một cái chậu nhãn tháng 8 này nữa. Chậu này thì nó có một chút cái này ở phần lá thôi, nhưng nó là vết khô, không có vấn đề gì hết cả nha. Rồi chậu C21 này, hai cây này giá 320. Đẹp cả nhà ơi, 320 nha. 320.000. Phong cây như thế này các anh chị nhà mình sưu tầm đi, tháng 8 tới là cả nhà các anh chị nhà mình chơi hoa vô tư nha.
Rồi tiếp theo cái này là nghinh xuân rừng đang có nụ cả nhà ơi, nghinh xuân rừng đang có nụ mã này là C22 650.000 cả nhà ơi, 650 ghép trên một cái đế gỗ nè, xuống dưới có cái thớt thì đến khi có hoa ra. Các anh chị nhà mình để bàn nha. Đây nè, nó có một cái cây, cái này thì nó là cái kiểu lá nó như vậy cả nha, nó giống như cái vết bớt á, vết bớt đỏ đỏ hồng hồng nè. Nó như vậy từ nhỏ rồi nè cả nha, từ cây lá lá nhỏ rồi mà nó không phải là kiểu như là thối nhũng hay gì đâu cả nha. Cái kiểu lá nó vết bớt như vậy không ảnh hưởng gì hết nha. Em theo dõi nó lâu rồi. Rồi C22 nghinh xuân rừng đang có nụ cả nhà ơi, mã này giá 650.000. Đẹp cả nha, cân đối ha, đẹp cân đối thật sự luôn á, 650. Rồi tiếp theo em đang có chậu sóc này nữa cả nhà ơi, chậu sóc này phong cây cũng đẹp nè, C23 sóc giá 270.000 cả nha, 270. Trời ơi các anh chị nhà mình xem nè, rễ rồi còn phân nhánh rồi nữa chứ, rễ mà phân nhánh nhìn rất là đẹp luôn. Phong cây nè, cây các anh chị nhà mình lưu ý nha, cây ăn nắng cực kỳ khỏe nè, lá ngọn đi nè, tại vì cái sóc là hoa nó màu tím, là sắc tố cây nó sẽ màu tím như thế này nè, lá ngọn đều là cũng đốm tím như thế này, bình thường cả nha nha, hoa thơm lắm, sưu tầm đi cả nha. 270.000 cái gì đảm bảo cái giá này cho các anh chị nhà mình sưu tầm quá ok luôn rồi. Giá phiên hôm nay thì toàn là mã giá ưu đãi cả nha. C24 nè, cái này là hoàng phi hạt cả nhà nha, hoàng phi hạt do cái thân nó dài vượt mốc luôn rồi, em có neo lại nên là nó sẽ cong hướng về phía trước như thế này cả nhà nha. C24 hoàng phi hạt mã này giá 380.000 mà so với người em đi cả nha. So với người em đi giá 380. Hoàng phi hạt, ui mầm gốc đang lên nè cả nha, mầm gốc đang lên nè, dòng này rất là khỏe nha, dòng này khỏe lắm. Và các anh chị nhà mình lưu ý giúp em, dòng này thì mùa này nó đang sưng sưng cái mắt hoa đẹp quá, mùa này á là nó chuẩn bị vào mùa hoa nên là nó đang lác đác xuống lá, tại vườn em là nó vẫn đang lác đác lá vàng thì em vặt, còn trong quá trình vận chuyển tới nha cả nhà thì không tránh khỏi lá vàng, thì lưu ý nha cả nhà, cứ vặt đi giúp em không vấn đề gì hết. Rồi tiếp theo anh chị nhà mình sưu tầm đi, năm cánh trắng Phú Thọ sưu tầm tại vườn thì đảm bảo cho các anh chị nhà mình chuẩn cây chuẩn hoa luôn, cây cực kỳ đanh, cây thắt đọt rồi nè, anh chị nhà mình sưu tầm đi, về mình kích hoa, mình làm hoa Tết, kích hoa trên những mắt như thế này nè cả nhà, giữa các mắt như thế này nha, rất là đơn giản thôi, mình sưu tầm mình trải nghiệm, còn cây mà đã đanh tới như thế mức độ này thì các anh chị nhà mình làm hoa vô tư nha. C25 năm cánh trắng Phú Thọ giá 390. Trời ơi phiên hôm nay quá là nhiều mã đẹp cả nhà ơi, quá là nhiều mã đẹp mà giá nó phải nói là cái giá rất là mềm mại nữa. Các anh chị nhà mình sưu tầm gộp đơn nha, cứ mã nào gộp đơn được một thùng thì phí ship vẫn 40.000, nó rất là lời đó cả nhà. Rồi C26 nè, C26 năm cánh trắng Phú Thọ mã này giá sẽ là 300.000, C26 300. Trời ơi nó cong ra nhìn nghệ thuật đúng không cả nhà, 300.000, cái này thì nó ít thân hơn cả nhà ha, 300. Làm hoa ok luôn, cây nó thắt đọt hết rồi cả nha. Cái chậu đó cây thắt đọt hết luôn rồi nha. Rồi C27, cái này là cù lao minh, một dòng phải nói là rất là hiếm, rất là giá trị. Bây giờ mà mình đi sưu tầm nó giá rất là cao cả nha. Rồi anh chị nhà mình trải nghiệm về cái dòng này đi, hoa nó sẽ màu xanh cốm, cái lưỡi nó màu trắng, nó cũng rất là đặc sắc luôn. Rồi C27 giá sẽ là 1.250.000, 1.250.000. Cái dòng này là nó về cái giá trị sưu tầm nha cả nha. Cái giá nó hơi cao cao một chút nhưng mà nó đẹp về cái chất cây, về cái giá trị sưu tầm. Cù leo minh, hoa màu xanh cốm thì cũng rất là ít cái dòng hoa này cả nha. Rất là ít dòng hoa này, cù leo minh. Rồi các anh chị nhà mình sưu tầm. Này em có sưu tầm được một anh ở Ninh Thuận, ở Ninh Thuận á. Trời ơi, anh có một cái giò to rất là đẹp cả nha, hoa màu xanh cốm và cái lưỡi của nó sẽ là màu trắng cả nha. Trời ơi, anh có một cái giò to phải nói là VIP, rất là tuyệt vời luôn. Cái giò đó không biết là giá trị như thế nào luôn á cả nha. Rồi tiếp theo em đang có một cái chậu Vanda cả nha ơi, Vanda C28. Vanda nha. Mã này giá sẽ là 270.000. Ôi Vanda cả nhà xinh xắn ha. Lá dòng này rễ gió thì cũng rất là khỏe cả nha. Anh chị nhà mình sưu tầm cho nó đủ loại ở nha nè. Một phiên em lên thì cực kỳ đa dạng luôn ạ. Rồi tiếp theo cái này là hoàng thảo ngũ tinh, hay còn được gọi là u lồi. Dòng này là một cái dòng nở hoa Tết, hoa Tết tự nhiên cả nha. Cây nó thắt đọt nè, bây giờ nó đang lác đác nó xuống lá này cả nha. Đây nè, đó, lá như thế này là nó đang tự lác đác xuống lá nên là đảm bảo là trong quá trình vận chuyển nó cũng sẽ vàng lá. Cả nhà mình cứ vặt đi giúp em nha. Rồi mã C29, hoàng thảo ngũ tinh.
mà giá sẽ là 190.000 một chậu. Em đang có hai chậu như thế này, đồng 29 190.000 một giá chậu. 190.000 một chậu cả nhà nha. Mỗi cái nó đều có vẻ đẹp, cái thằng này thì nó sum nó xoe, thằng này thì nó cao đó, nói chung là nó tương tự như nhau thôi cả nhà nha. 190.000 một chậu hoàng thảo u lồi, dòng này thì nó tự xuống lá cho hoa thôi nên là các anh chị nhà mình dễ chăm sóc. Đây nè cả nhà, u lồi trời ơi hoa nó to, dòng này thì hoa to và sai hoa á cả nhà. Rồi cái này là hoàng thảo xoắn rừng Cờ Bang Gia Lai, hàng rừng Cờ Bang Gia Lai cả nha. Cái này là nó là nguyên về luôn á cả nha, nó là nguyên về luôn á, em ghép em đặt vào trên cái chậu gỗ như thế này nè. Rồi hoàng thảo xoắn cánh xoắn rất là đẹp cả nhà ơi, cái này thì nó sẽ cong xuống rồi nó vươn mình ra nè, về thì các anh chị nhà mình thích mình cột dây mình neo lên cũng được nha. Hoàng thảo xoắn cả nha, dòng này thì hàng rừng Cờ Bang Gia Lai, cánh xoắn cực kỳ đẹp luôn, C30 850 ngàn. 850 ngàn. Dòng này thì nó cũng rất là ít hàng cả nha, các anh chị nhà mình xem nè, thân mập khỏe đẹp nha, thân mập khỏe đẹp. Rồi giá 850 850 ngàn cả nhà ơi, hoàng thảo xoắn nha, rừng Cờ Bang Gia Lai, cây thuần em ghép lên trên cái chậu gỗ nữa nên nhìn rất là đanh cây luôn. Rồi tiếp theo phượng vĩ cả nhà ơi, C31, trời ơi cái chậu này, trời ơi cái chậu này nó keo nó vượt mốc luôn rồi cả nha. Phượng vĩ một dòng hoa cũng đỏ tươi rất là rực rỡ luôn nha. Rồi mã phượng vĩ C31 giá sẽ là 590 nha, C31 590. Ôi các anh chị nhà mình so nè, so với người giúp em nè. Trời ơi cái chậu này form cây nó rất là cao réo mà dòng này thì hoa nó lại tươi nữa cả nha. Dòng này thì hoa lại tươi nữa. Phượng vĩ cả nha, hoa đỏ tươi nè. Nó sẽ ra hoa từ nách lá cả nha. Rồi phi điệp vàng. Phi điệp vàng dòng này thì phải nói là quá là khỏe luôn. Phi điệp vàng nha cả nha. Rồi C32 phi điệp vàng. Ui mầm tơ nó đang lên nè, đây này, đây là cái mầm tơ của nó này cả nha. Anh chị nhà mình xem nè, rất là khỏe. Rồi C32 giá sẽ là 350 ngàn cả nhà ơi, 350 ngàn một chậu phi điệp 32 vàng. 350 ngàn. 350 một chậu phi điệp vàng như thế này, các anh chị nhà mình xem form cây nó cũng rất là cao và nó có độ sum cả nhà ha. 350, 350 ngàn một chậu. Rồi C33, trời ơi các anh chị ơi, sưu tầm Mỹ Dung nè. Cái này là một giò tác phẩm rất là đẹp luôn cả nha. Về form cây nè, anh chị nhà mình chơi cái dòng này thì về form cây lá xếp, cái giò này thì thuần rất là lâu rồi. So với người giúp em nha, cây đã thuần rất là lâu rồi, đi lá ngọn rất là đẹp. Và riêng về Mỹ Dung, các anh chị nhà mình sưu tầm mình chơi thân lá nè, lá xếp đẹp, thứ hai nữa thì hoa của nó cũng rất là đẹp, khuôn hoa tròn đẹp nè, hoa nó sẽ mới nở, nó sẽ có màu kiểu như là xanh cốm ấy cả nha, nó căng hơn thì nó sẽ trở về dần dần về kiểu như là trắng sữa nha. Các anh chị nhà mình sưu tầm xem nè, form cây nè đẹp, cái giò này thì nó cân đối, rất là cân đối cả nha. Rồi C33, C33 Mỹ Dung cả nha ơi, mã này giá sẽ là 1.600.000. Mỹ Dung, hoa lan Mỹ Dung 1.600.000. Giò này thì phí ship 80.000 giúp em nha. Nó to nè các anh chị. So với người giúp em nha. So với người giúp em nè. Nó to nè, nó to hơn nửa người em như thế này, đóng một cái thùng xốp rất là to ha. Phần phí ship thiếu thì em sẽ hỗ trợ nha các anh chị. Phần ship thiếu em hỗ trợ. Rồi tạm bỏ cái này xuống để chị quay cái đây. Rồi tiếp theo cái này là một cái giò tam bảo sắc. Tam bảo sắc em ghép trên một cái trụ gỗ mà ghép theo kiểu tròn. Các anh chị nhà mình thấy nè, ghép tròn thì nó sẽ rất là nhiều lan. Các anh chị nhà mình nhìn bộ rễ cũng biết rồi. Tới cái mùa hoa nó sẽ thông những chuỗi hoa xuống. Nè, như thân này vừa rồi tới ba vòi hoa này cả nha. Dòng này thì cực kỳ khỏe, hoa lại thơm nữa. Rồi tam bảo sắc, mã này là C34. C34 tam bảo sắc giá sẽ là 1 triệu mốt. 1 triệu mốt nha cả nha. C34 1 triệu 100 ngàn. Phí ship 100 ngàn giúp em, anh chị nhà mình xem nè, nó to hơn một vòng ôm nè. Vòng ôm của em ôm không hết nha, lưu ý giúp em. 1 triệu mốt phí ship 100 ngàn. Ôi bên này đang đang có một cái cây đây lá nhăn nữa này cả nha. Đây nè, có một cây lá nhăn đẹp nữa nè, anh chị nhà mình để vậy cũng được, còn muốn tách ra mình sưu tầm cây lá nhăn riêng thì tùy ý cả nha. Rồi mã này 1 triệu mốt phí ship 100 ngàn, anh chị ơi sưu tầm đi. Tam bảo sắc thì dòng này thì hoa thơm nha, hoa thơm. Rồi tiếp theo một siêu phẩm nữa cả nha ơi, một siêu phẩm mã C35. Trời ơi các anh chị nhà mình xem cái bảng lá của nó đã nè. Đây, trời ơi nghinh xuân rừng nha cả nhà ơi, nghinh xuân rừng nha. Phong cây bên đây nữa nè, phong cây bên đây nữa nè, so tay em vào nè,
nghinh xuân rừng như thế này thì phải nói là quá là chất lượng luôn. Hàng như thế này thì cũng gọi là to khủng quá cả nha. Nghinh xuân rừng thì em chăm sóc cũng giống như tam bảo sắc, cũng giống như mỹ dung, cũng giống như là các loại khác thôi, nên là về canh chị nhà mình chăm sóc rất là dễ, cực kỳ hạn chế phân thuốc nha. Rồi nghinh xuân rừng đang có nụ nhiều cả nhà ơi, và một cái giò to anh chị nhà mình xem khi em ôm nè, đó ôm nè, một vòng ôm không hết. Rồi mã C35 nghinh xuân rừng giá sẽ là 1.200.000. Trời ơi, giá như thế này là quá phải nói là quá là hợp lý luôn cả C35 nha. 1.200.000. 1.200.000, cái này thì phí ship 80 đi. Cái này đóng thùng xốp to lắm cả nha. Bộ độ ngang nó cong kềnh nè. Phí ship 80 nha. Phần ship thiếu em hỗ trợ. Nó đang nụ nhiều lắm. Ui, để em coi. Wow. Trời ơi, các anh chị ơi, cái này mà cả nhà mình kê lên một cái có cái đôn gỗ hay cái gì, các anh chị nhà mình kê lên, mình để trong nhà đến khi có hoa cả nha, có hoa đem về trong nhà đi, rực rỡ luôn. Cái này đang có nụ nè, cái này này em coi là đang có ba cái nụ nè, nó nụ nhỏ từng nách lá thôi cả nha. Rồi còn cái cây vip bên đây nữa thì cũng đang có ba cái vòi nụ, nụ tự nhiên nha. Tại vì cảnh các anh chị nhà mình cũng biết là bên vườn em cây ăn nắng thuần khỉ mà, nụ nè, nụ nách nè, nụ nách nè, nhìn kích thích lắm cả nha ơi. Đó, cây bên vườn thì ăn nắng khỏe hết cả nhà. Rồi các anh chị nhà mình sưu tầm những mã hàng nào thì cứ nhắn ngay mã số giúp em nha. Lưu ý là chốt đơn theo mã số thì các bạn sẽ đi bốc cây và lên đơn chuẩn và gửi gửi tới cho cả nhà mình nha. Em xin chào cả nhà ạ.